chào các bạn, lại là mình học của channel đây. Hiện tại mình đã có mặt ở sân bay lớn nhất của Indonesia, đó là sân bay Soekarno Hatta đó cả nhà. Trong cái sân bay này thì có đến tận 3 nhà ga và mỗi nhà ga thì khoảng cách nó rất là lớn. Do đó mà để tiện cho việc di chuyển từ nhà ga này qua nhà ga khác thì hành khách sẽ di chuyển bằng tàu điện trên cao. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thử cái dịch vụ này nhé. Đi thôi cả nhà. Đây là bãi đỗ xe của khu vực nhà ga số 2 ha. Chuyến tàu trung chuyển này là hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Chỉ còn một phút nữa thôi là tàu đã tới rồi. Mình sẽ đứng sẵn ở đây để chờ. Next stop is Terminal 3.
Trải nghiệm đi trên tàu sắt trên cao rất là thú vị luôn á các bạn. Nó chạy cũng không có nhanh lắm, cũng êm. Và cái đặc biệt hữu dụng đó là nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian từ ga này qua nhà ga kia ha. Và các bạn có biết không, cái tàu đó thì nó sẽ chạy hoàn toàn tự động và nó chạy hai chiều nha, không có cần người lái đâu các bạn, nó hoàn toàn tự động hóa hết. Và bây giờ mình đã xuống tới nhà ga thứ ba rồi, mình sẽ tiếp tục series khám phá nhà ga thứ ba, các bạn nhớ đón xem nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã đón xem. Để ủng hộ mình, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký, like. Nếu như có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn cứ để lại câu hỏi dưới phần bình luận ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Nhớ đón xem tập tiếp theo nha.